Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mua điện từ thủy điện Lào, EVN và chính phủ Việt Nam góp phần làm cạn kiệt đồng bằng sông Cửu Long. AFP tiếng Việt ngày 7 tháng 1 cho hay, EVN mua điện từ 26 nhà máy thủy điện của Lào. AFP dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước cho biết về phiên họp tại trụ sở chính phủ Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonsay Sifadon về việc hợp tác song phương giữa hai nước. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã ký 19 hợp đồng để mua điện từ 26 nhà máy thủy điện Lào với tổng công suất 2.689 MW. Tại cuộc họp, AFA cho biết, ngoài thông tin trên, hai bên thống nhất việc hợp tác mua bán điện tiếp tục được đẩy mạnh. Cụ thể, Việt Nam tiếp tục nhập khẩu điện từ Lào để đạt mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Phía Việt Nam không nêu cụ thể sẽ tiếp tục nhập khẩu bao nhiêu điện từ Lào trong năm 24 và 25. Hình ảnh bản tin trên AFA. Tuy vậy, tại cuộc họp, hai bên cho biết đã hoàn thành đàm phán và thỏa thuận về giá mua điện từ nhà máy thủy điện Sekaman 3. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, EVN đã đề nghị Bộ Công Thương xem xét trình cấp có thẩm quyền chủ trương nhập khẩu thêm điện từ Lào để tăng nguồn cung cho miền Bắc vào năm 2025. AFA dẫn quy hoạch điện số 8 và Hiệp định Hợp tác giữa Việt Nam và Lào năm 2019 cho hay Việt Nam sẽ mua 3.000 MW điện từ Lào đến năm 2025, khoảng 5.000 MW vào năm 2030 và có thể lên 8.000 MW nếu điều kiện cho phép. EVN liên tục kiến nghị Bộ Công Thương xem xét đẩy mạnh việc nhập khẩu điện từ Lào, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ các nhà máy điện gió, thủy điện như Nậm Mô, Huy Koan và tổng công suất trên 225.000 MW và phương án đấu nối với dự án điện gió Savan 1 và 2, một nông dân trên cánh đồng khô hạn nứt nẻ tại đồng bằng sông Cửu Long. AFA dẫn quan điểm của EVN cho rằng phải triển khai sớm các đề xuất trên vì từ nay tới năm 2025, chưa có dự án nguồn điện lớn nào vận hành, dẫn tới nguy cơ có khả năng miền Bắc sẽ thiếu điện vào cao điểm mùa khô 2 năm tới. Cần biết các nhà máy thủy điện tại Lào đa số nằm trên sông Mekong và góp phần đe dọa nguồn sống của đồng bằng sông Cửu Long, khiến nguồn nước, nguồn thủy sản về đồng bằng này ngày càng cạn kiệt, gây khô hạn, ngập mặn và sạt lở. Đáng lẽ chính phủ Việt Nam phải mạnh mẽ phản đối các dự án này bằng mọi cách, phải bảo vệ sự sống cho đồng bằng sông Cửu Long, thì ngược lại, chính phủ Việt Nam lại cho phép EVN mua điện từ thủy điện của Lào. Đây là hành động tiếp tay cho Lào để giết chết đồng bằng sông Cửu Long. Phải chăng chính phủ Việt Nam chỉ biết đến cái lợi, nhu cầu trước mắt mà bất chấp những tác hại về sau? Hay họ đang phải vâng lời một ai đó để làm một việc hại nước hại dân như vậy? Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đón tiếp Thủ tướng Lào Sonsay Sifadon tại Hà Nội. Ngoài ra, AFA cho biết thêm, tại cuộc họp ngày 7 tháng 1, Việt Nam và Lào đã bàn và thống nhất một số vấn đề khác như khánh thành và bàn giao, đưa vào khai thác sân bay Nong Khang, dự án muối mỏ Kali của Vinachem, vấn đề chồng lấn diện tích tô nhượng tại dự án nông nghiệp của tập đoàn Thaco và tại dự án khai thác bauxit và chế biến alumi của tập đoàn Việt Phương, huy động nguồn lực, tăng cường tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm đến các dự án đường sắt Vũng Áng – Viên Chăn, đường bộ cao tốc Hà Nội – Viên Chăn. Đồng thời, Thủ tướng hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Lào. Cụ thể, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kim ngạch thương mại, coi nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những trụ cột của hợp tác nền kinh tế giữa hai nước, thống nhất triển khai các giải pháp đẩy mạnh kết nối du lịch giữa hai nước và ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, một hành trình, ba điểm đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin mua điện từ thủy điện Lào, EVN và chính phủ Việt Nam góp phần làm cạn kiệt đồng bằng sông Cửu Long. Người Việt bị lừa khủng qua mạng trong năm 2023. Ngày 7 tháng 1, AFA tiếng Việt loan tin người Việt bị lừa đảo qua mạng gần 16 tỷ USD trong năm 2023. Theo đó, có gần 16 tỷ USD do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng
trong tổng số 53 tỷ USD toàn cầu. Đó là con số rất lớn được ông Philip Hùng Cao, chiến lược gia và nhà truyền bá về Zero Trust, cho biết tại lễ kỷ niệm 3 năm thành lập dự án chống lừa đảo của người sáng lập Ngô Minh Hiếu, tức Hiếu PC, chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC, được tờ Người Lao động loan trong ngày 7 tháng 1. AFA cho biết với con số trên được thống kê từ Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA và Dự án Xã hội chống lừa đảo đã phối hợp công bố báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam trong năm 2023. Theo ông Philip Hùng Cao, cho thấy rằng Việt Nam là vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng. Ông Hùng Cao cũng cho biết ngành công nghiệp lừa đảo qua mạng có tỷ suất lợi nhuận 2.500% trong năm qua. Dự đoán năm 2024 tỷ suất lợi nhuận càng tăng. Hình ảnh bản tin trên AFA. Tại buổi lễ, AFA dẫn lời ông Hiếu BC cho rằng Việt Nam có nhiều giải pháp, những ứng dụng lừa đảo, các trang web áp dụng trí tuệ nhân tạo AI, truy vết và truy quét, sản phẩm an toàn thông tin cũng không thiếu, nhưng thông tin khách hàng từ các doanh nghiệp vẫn bị mua bán trên mạng. Qua đó, ông Hiếu xác nhận chính nhân viên bán dữ liệu ra ngoài, chứ không có hacker nào cả. Doanh nghiệp cần bảo toàn thông tin để không mất uy tín khách hàng, uy tín của doanh nghiệp, kể cả tránh những sự kiện tụng về sau. AFA tiếp tục dẫn lời ông Võ Văn Khang, Phó Chủ tịch Chi hội phía Nam của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam. Lưu ý tội phạm mạng tại Việt Nam đang ngày càng phình to. Hiện nay, lừa đảo được xem là một ngành công nghiệp bởi vì không có đơn giản xuất phát từ một cá nhân hay một nhóm nhỏ. Phó Chủ tịch VNCA đánh giá tỷ lệ người dùng Việt Nam sử dụng công nghệ luôn luôn đứng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về Internet chỉ ở mức trung bình trên thế giới. Đó là điều kiện để các đối tượng xấu khai thác. AFA dẫn báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA về thực trạng lừa đảo tại Việt Nam. Cuộc khảo sát rộng rãi với sự tham gia của 1.063 người Việt Nam cho thấy có 55% bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng nhận biết lừa đảo của họ, trong khi chỉ có 14% khiêm tốn thừa nhận là hoàn toàn thiếu tự tin. Hình ảnh Facebook và Gmail nổi lên như những kênh lừa đảo chính. Báo cáo của GASA cho hay, người dân Việt Nam đang phải vật lộn với các vụ lừa đảo với tần suất đáng báo động, với con số đáng kinh ngạc là 70%, cho biết họ gặp phải các vụ lừa đảo ít nhất mỗi tháng một lần. Theo AFA, mức độ nghiêm trọng của tình hình càng được nhấn mạnh bởi số liệu thống kê đáng lo ngại, 49% đã trải qua sự gia tăng các vụ lừa đảo trong 12 tháng qua, nhấn mạnh tính chất lan rộng và ngày càng phát triển của vấn đề này. Facebook và Gmail nổi lên như những kênh lừa đảo chính, với 71% số người được hỏi gặp phải các vụ lừa đảo thông qua các nền tảng được sử dụng rộng rãi này. Tiếp theo là Telegram 28%, Google 13% và TikTok 13%, chiếm vị trí thứ 3 đến thứ 5 là các kênh được khai thác nhiều nhất. AFA cho biết lừa đảo đầu tư được cho là phổ biến nhất, khi 13% người tham gia báo cáo về hình thức này. Giữa sự phổ biến của các vụ lừa đảo, có tới 56% cho rằng không xảy ra trong 12 tháng qua, báo cáo trung bình 0,8 vụ lừa đảo cho mỗi người tham gia. Điều cư dân mạng thắc mắc là vì sao Việt Nam có hệ thống công an, an ninh theo dõi tất tần tật mọi hoạt động của xã hội, chỉ cần một người vô danh có phát biểu chống đảng là họ biết ngay. Nhưng với hoạt động lừa đảo diễn ra rầm rộ suốt bao nhiêu năm, lực lượng công an lại tỏ ra bất lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt bị lừa khủng qua mạng trong năm 2023. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.